Vấn đề về Harry Maguire ấy mọi người ạ, là Harry Maguire ấy tôi nghĩ là vẫn đủ tố chất để đá cho đội tuyển quốc gia Anh đúng không? Chúng ta có Tomori ở bên AC Milan đấy, nhưng mà nói thật đấy là Gareth Southgate là vẫn tiếp tục làm huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Anh ấy, thì Gareth Southgate vẫn sẽ sử dụng Harry Maguire và John Stones mà thôi. Ok. Và Harry Maguire ấy, ngồi đấy, Harry Maguire sẽ suy nghĩ là ok rồi cho kỳ Euro sắp tới 2026 đây. 2026, 2024, 2024 vậy. 2024 đúng không? Euro là 2024 đúng không? Ở 2024 thì tôi cần phải vào đội tuyển quốc gia Anh. Để vào được đội tuyển quốc gia Anh ấy, tôi cần sang một đội bóng khác. Harry Maguire mà đá trong một đội như kiểu như là Brentford hay là kể cả Newcastle đi, tôi không biết là Newcastle muốn đá theo kiểu đấy không, Harry Maguire có vào được không đúng không? Một cái đội như là Brentford đấy, một cái đội nào khác ấy, nói chung là tầm trung trung thôi. Đấy, không phải là best bảng giải ngoại anh ấy mà đá tốt đấy thì Harry Maguire vẫn có slot để đá cho đội tuyển quốc gia Anh, West Ham hay Everton đấy, cũng kiểu đấy, Everton bề hơi nát. Cho nên ấy, Harry Maguire sẽ muốn có thời gian để đá chính, và bây giờ à, có lẽ là quá rõ rồi đúng không? Là đối với huấn luyện viên Erik ten Hag của chúng ta à, là ông ấy thà dùng, nếu như mà không có Lisandro Martinez, ông ấy thà dùng Luke Shaw. Ông ấy thà dùng ở Luke Shaw làm hậu vệ lệch trái còn hơn là Harry Maguire. Sự thật phũ phàng lắm luôn ấy. Bạn dung bạn là đội trưởng của Manchester United, câu lạc bộ một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới đây. Mà bạn không được đá chính, Lisandro Martinez đá chính. Ngoài ra, nếu như mà Lisandro Martinez chấn thương thì Luke Shaw là người đá chính, tại vì Luke Shaw làm sao đá chân trái. Nghe có nhục không? Nghe có nản chí không? Và đấy, những lần mà ra sân đá đấy thì thấy rõ luôn bản chất luôn, thấy rõ luôn được cái điểm yếu luôn là rất chậm, chỉ cần một bạn nào mà đủ nhanh đủ khéo kiểu Phil Foden nó quẩy vào phát là xong luôn. Xong luôn, đã luôn. Thành một đống bỉm trẻ em luôn đúng không? Nhìn thảm hại, đã gì nữa. Mình được bảo là Fulham là địa điểm khá ổn đó, hoàn toàn có thể Fulham đúng không? Fulham cũng là một địa điểm khá là ổn. Và nếu như mà bán Harry Maguire đi thì bạn hình dung ấy là mua với mức giá bao nhiêu? Chắc chắn không phải là 80 triệu đúng không? Chắc chắn là không phải là 80 triệu. Thì bây giờ ấy, nếu như Manchester United bán đi Harry Maguire ấy, mua mức giá bao nhiêu? An Đoàn Hữu bảo là triết lý build up của Erik ten Hag khá rõ ràng, trung vệ phải thuận chân trái từ thời pre-season cũng xài Telles kiểu vậy. 79 triệu thiện vào thế, ảo. Thiện như kiểu đi mặc cả xe ôm ấy. Thiện đi mà cả xe ôm ấy, kiểu như là gặp Fulham xong rồi Fulham bảo là tôi trả bộ 80 triệu rồi tôi mua 40 triệu. Thiện bảo không, 79 triệu. Mà cả như thế là đợi bao giờ Harry Maguire hết hợp đồng đi thì ông ấy đi luôn đi gì đó. Thời gian đâu mà đi ngồi mặc cả từng 1 triệu một như thế. À, bán được Harry Maguire 49 triệu bán luôn, 15 triệu xe kiệu ly vậy. Nguyễn Lê Đức Anh bảo thế đúng không? Có vẻ như nhiều bạn bảo muốn bán cho xong đi tầm, nó có vẻ như là rơi vào tầm 30-40 triệu. Các bạn có vẻ như là đang thống nhất đấy là rơi vào tầm khoảng 30-40 triệu. Còn Nguyễn Neymar bảo là Maguire phải giảm 10 kg mới đá được cho Manchester United. Còn Nguyễn Neymar, Harry Maguire phải giảm 10 kg mỡ thịt để đá cho MU, cộng thêm cái việc ấy là tăng thêm 10 kg não thì may ra đá được cho MU. Đây là Harry Maguire, quân Nguyễn Neymar, chứ không phải là mỗi giảm 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 trọng lượng cơ thể đâu. Quốc Hoàng Nam là 20 đến 30 triệu là tối đa. Không, dù gì cũng là mang mác gọi là quốc tịch Anh rồi, cũng là một cầu thủ cốt lõi của đội tuyển quốc gia Anh, mọi người hiểu không? Cho nên không thể nào bảo là 20 triệu được, gì mà tầm 30 đến 40 triệu, rơi vào 35 triệu tầm tầm đấy, Harry Maguire là thế. Nói chung ấy, đây là một thương vụ thất bại của Manchester United đúng không? Một thương vụ thất bại của Manchester United. Chúng ta mua 80 và chúng ta bán đi được khoảng 30 40, còn thấp hơn cả 50% nữa, thì nói chung là đây là một cái thương vụ thất bại của MU mà chúng ta phải chấp nhận điều này thôi. Mà Harry Maguire ấy, tôi nghĩ là mùa hè này thì khả năng cao là MU sẽ giao bán Harry Maguire. Và nếu như bán đi Harry Maguire ấy, một lần nữa tôi bảo ấy, chắc là đi đến mấy cái đội như các bạn cũng đã suggest rồi đúng không? Đó chính là sao? Đó chính là có lẽ là West Ham, có lẽ là Everton, có lẽ là Fulham, Brentford kiểu kiểu như thế. Đấy, mấy cái đội kiểu kiểu như thế. Brentford tôi nghĩ là đá còn tích cực hơn, cho nên khéo Harry Maguire ông cũng không nhảy vào cái đội đấy được. Đấy, còn cánh trái à, hậu vệ lệch trái của chúng ta à, Luke Shaw đảm nhận cái vai trò đấy rồi, khéo chúng ta sẽ đem về một cái trung vệ khác đúng không, để phù hợp với cái triết lý của Erik ten Hag hơn. Ngoài ra thì Luke Shaw cũng với cả Tanner Mercier đá cánh trái đấy rồi.